Xin chào tất cả các bạn nha. Tình hình là mấy bữa nay là ở quê mình các bạn là nó mưa. Nay là mùa nắng mà sao nó mưa, có không khí lạnh gì đó chuyển xuống, nó mưa hôm nay chắc cũng gần 10 ngày rồi các bạn. Là gần 10 ngày ngày nay là mình không có đi bãi được nha. Thì hôm nay thì bắt đầu nó nắng lên này. Đây, đấy. Thì mình cũng đi bẫy thì mình cũng giới thiệu thêm với các bạn, đây là loại bẫy này thì hiện tại mình cũng đang bán, thì hôm nay mình cũng đi test thử cho các bạn xem luôn, là nó mới mưa xong nha các bạn, test test cho các bạn xem luôn nha. Mình chọn cái khu vực đây là Mã Mồ, tại vì dông á là ở các nơi sao mình không biết nha, nhưng mà ở quê mình ấy thì nó thích ở trong cái khu vực mà có mã mồ bạc đó, thì dông nó thích ở trong những cái khu vực đó. Thì một mình đến đến đây mình bẫy thì mình cũng cũng hơi ngán ngán nha các bạn, nhưng mà cũng phải đi thôi, trời nó mới mưa xong các bạn. Thì những cái hang dông mà cũ á, nghĩa là những cái hang dông mà không có con dông á thì nó sẽ lấp đi, và những cái hang dông mà có con dông á thì nó sẽ bò lên, thì chúng ta thấy thì nó sẽ dễ hơn. Nên là cứ mưa xong là chúng ta đi bãi dông thì chúng ta sẽ dễ phát hiện cái hang dông nó chính xác hơn nha các bạn. Bây giờ mình dẫn các bạn đi tìm nha. Thì mình cũng đã thấy rồi đây nè. Thì trước khi đi bãi thì mình cũng phải dạo để tìm kiếm có mới bãi, không có thì chắc phải đi nơi khác nha. Đây, như hôm qua nó mới mới nắng hôm nay thôi. Tức nghĩa là bây giờ là bây giờ đã 8 giờ mấy rồi nha các bạn. Đó. Thì bình thường thì nếu như nắng liên tục ấy thì dông nó đi sớm, nhưng mà tại vì nó mưa lo mấy bữa nay á nên là dông nó cũng mới bắt đầu ra thôi, giờ nó ra cho tới 1 2 giờ luôn nha. Cái hang này nếu như mà mấy bữa nay nó mưa á thì không có cái dấu mới giờ đâu nha các bạn. Tức nghĩa là cái dấu nó sẽ cũ đi. Đó là những cái hang dông không có. Còn những cái hang dông mà nó có cái dấu mới như thế này này thì chắc chắn là hang dông có. Mà đã chắc chắn có rồi là đặt cái bẫy xuống là dính ngay thôi nha các bạn, không bao giờ trật nha. Thì cái bẫy này thì mình cũng đang bán nha, nên là hôm nay đi test cho các bạn xem luôn, sẽ quay video từ đầu đến cuối luôn nha. Cái bẫy này thì mình đang bán có hai loại bẫy, một loại là 20.000 một bẫy đó, và một loại là 25.000 một bẫy nha. Đó, hai loại. Thì loại 20 với loại 25 thì nó khác nhau cái chỗ làm thôi, nó bền và nó không bền thôi. Đó. Nếu mà chúng ta muốn hàng bền xịn thì chơi cái loại 25. Còn muốn bình thường như thế này thì loại mình đang bày đây là 20 ngàn này. Đó. Đó, chúng ta tạo một cái thòng như thế này nha. Đây. Cắm xuống miệng hang thôi. Quá là tuyệt vời nha các bạn. Thì các bạn thử nghĩ xem coi, ở dưới đất nó bò lên đúng có một cái lỗ này thôi, mà trên đây thì mình làm một cái chốt rồi đó, thì nó bắt buộc nó phải bò lên trên đây thì nó hất cái chốt này ra, thì cái dây này nó sẽ bật và nó rút con dông lại thôi nha. Đó, nguyên lý nó là như vậy. Thấy như thế này với làm cái bẫy thì cũng hơi lâu nha các bạn. Đó, cả tiền công và tiền vật liệu thì mình bán cho các bạn là 20.000 một bẫy, là loại bẫy này. Đó. Còn nếu bạn muốn loại bẫy tốt hơn nữa thì mình vẫn làm, cố gắng mình làm lâu hơn nữa, vật liệu mình cũng thay vật liệu tốt hơn nữa thì mình bán 25.000 nha. Rồi bây giờ sáng nay mình đi test bẫy cho các bạn xem nha. Đó, quy trình là bây giờ đây là bắt đầu cứ đi tìm nè các bạn, coi chỗ nào có hang dông thì đặt xuống thôi. Trời nó mới mưa xong các bạn, là những cái hang dông mà nó không có con dông á, nghĩa là những cái hang dông cũ á, thì nó sẽ lấp đi các bạn, nên là những cái hang dông mới thì nó xuất hiện lên thì mình dễ nhìn thấy hơn nha. Đây nè, như cái hang này nè các bạn, đây nè đó, như hang này nè, không trong cái video thì các bạn nhìn không biết có rõ không nha, như mình ấy hang này là không có nha các bạn, tại cái dấu nó đã cũ quá rồi nè.
sáng giờ mà cái dấu nó cũng không có cái dấu bung đất lên này. Đây mấy cái dấu này là dấu cũ lắm rồi, hang cũng nguyện hang cũng cũ này, rồi hang nó cũng không có kín này, nếu như hang nó kín thì mới có con dông thôi, còn đây hang nó hở còn không có rồi nha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình đi tìm tiếp nha. Mình tiếp tục kém hang dông nữa nha các bạn nha. Ủa, quá đẹp luôn nha. Khi chúng ta kém các bạn, chúng ta để ý phía trước đây nha. Phía trước cái cần bật nè, nhiều khi nó vướng cái gì á là nó bật lên là nó mắc lại, nó không dính nha. Cái là cái dây nữa nè, nhìn cái lỗ nữa nè các bạn, cái lỗ này đừng cho nó vướng cái gì nha. Đó. Cái lỗ này nếu nó vướng cái gì nó là nó bật lên nó cũng không có dính đâu nha, cứ cho nó cái lỗ nó thông thoáng như vậy đi. Đó. Để ý nha, nói chung bởi mình làm rất là hiệu quả nha. Rồi mình đi tiếp nha các bạn, đi kiếm chỗ khác tiếp. Đây có một hang nữa nè các bạn. Đây nè, trên này có một hang nữa nè, chỗ đây nè. Đó, hai hang một chỗ luôn. Rồi, bây giờ mình cắm luôn nha. Chút xíu nữa mình quay cái cảnh đi bẫy đi gỡ nha, tại vì cảnh cắm thì mình cắm nãy giờ cũng khá là nhiều rồi, nó cũng không cắm thì nó cũng bình thường thôi, chủ yếu là chúng ta coi thành quả thì nó hay hơn. Nè, cứ thấy hang dông là ok nha các bạn, mình chỉ sợ là không có hang dông thôi, chứ còn bẫy thì rất là ok rồi. Cứ thấy hang dông là ok nha, rồi là mừng nha rồi. Đấy, trường hợp như vậy nè, không để ý là nó vướng cỏ ngay đây nè các bạn, là nó bật lên không dính này nha. Đấy, cái cần này nè, đừng cho nó vướng đó. À, khi nó bật lên nó bung lên nó bình thường á. Rồi mình lại cắm hơi xíu nữa mình quay lại cho các bạn xem nha. Giờ mình cắm đang nha. À, sau khi mà mình cắm khoảng mười mấy cái bãi dông rồi đó các bạn, nãy chắc tầm 17-18 cái ha, thì mình ngồi cắm xong rồi mình ngồi nha, ngồi nghỉ. À, tầm khoảng canh các bạn, canh khoảng tầm 15-20 phút thôi, nửa tiếng trở lại thôi nha, không cần lâu quá đâu. Nói chung là tầm khoảng 20 phút đi. À, chúng ta bắt đầu đi thăm. Giờ đây là mình đi thăm luôn này, nên là mình sẽ quay lại video này. À, nãy giờ mình canh cũng được 20 phút rồi đó nha các bạn. Cái thời điểm ấy gọi là thời điểm mà vàng, thời điểm vàng luôn á nghe, trong cái lúc đi bẫy á là cái thời điểm đẹp nhất là từ 8 giờ cho đến 10 giờ nghe các bạn. Lúc đó là đa số là con dông nào nó cũng ra hết, dông nó ra lần một là dính thôi, không có cần lần hai lần ba gì đó. Cái bẫy này rất là nhạy luôn nha, mình thấy nó dính rồi kia nè, đây dính rồi nè các bạn. Đây, khi dính thì cái cần nó sẽ bật nó như thế này nè. Đó, giờ việc là nắm con dông kéo thôi, con này chắc to rồi nha. Đây, cái hang nó bự các bạn, để coi thử nghe. Đồ kéo nghe nè, ui trời, cũng được, to đấy. Con này thì tầm 20 con ký. Dính rồi thì kéo nó xuống, không riết cần cổ nó chết thì nghe. Để mình giữ con dông cho nó sống, bán cho nó chất lượng. Dông bây giờ thì 500 ngàn một ký nha các bạn. Đó. 500 ngàn một ký mà một ký 20 con thì tính ra 25 ngàn một con rồi nha các bạn. Như con này là 25 ngàn này. Đó, rất là hiệu quả. Đây dính nữa luôn nè các bạn. Xin chào. Nó mới mưa xong á, là những cái hang dông nào mà nó nhìn chúng ta thấy nó mới á, là đa số đều có hết nha, là đặt là dính ngay thôi. Mà cái thời điểm là vàng nhất ấy là từ 8 giờ đến 10 giờ nha các bạn. Bây giờ là cũng tầm 9 giờ mấy rồi đó. Cái thời điểm đó là thời điểm dông nó hay ra các bạn, đó, hiệu quả nhất. À, các bạn thấy không? Bù trời. Wow. Trời ơi.
Nó gậy này đó. Ui, con này to hơn con kia nữa luôn này. Chín nữa kéo xuống không chết là mất 25-30 ngàn liền đấy. Tại vì những cái thứ mà thiên nhiên như thế này thì nó đắt lắm bạn ơi. Còn gà Việt thì nuôi thì gì dễ, chứ mấy con này nuôi không có được đâu, khó lắm. Mình ở đây thì mình bẫy từ thiên nhiên luôn đó. À, cánh đi đó, hai con tắp lộn này cánh cái chân con kia luôn kìa. Chụ, hai con cánh nhau luôn này. Thôi cánh không sao, tự nó cắn không sao đâu nha các bạn ha. Dính nữa luôn nè các bạn ơi. Đó, quá đã, dòng bự không à. Trời. Chùa. Con này cũng bình thường chứ không to như hai con kia ha. Con này nhỏ hơn nha. Nãy giờ kém được mười mấy bẫy rồi ha. Bây giờ chỉ có đi gỡ thôi. Đa số các bạn nha, đa số nha, đa số thì con dông một ngày nó sẽ ra vài lần như vậy đó. Thì cái lần mà nó ra sớm nhất thì từ buổi sáng nha, là hiệu quả nhất á, là các bạn canh từ 8 giờ đến 10 giờ đó. Trong cái con đấy thì nó ra liên tục, chúng ta canh cái thời điểm đó, chỉ nó ra lần một thôi là dính thôi, chứ không cần lần hai lần ba đâu nha. Trên đây này còn bẫy nè, nói chung mình bẫy mình phải nhớ cái bẫy mình nữa nha các bạn, chứ không để nó mất nha. Mất bẫy là chuyện bình thường, họ dính viên lên bờ chết mẹ luôn rồi. Chuột má, chưa còn sống cái hang đây này. Đó. Nó con dông nào mà nó dính mà nó dãy mà nó lên trên trên bờ luôn á, đứng luôn á, dễ chết lắm nha. Tại vì nó nắng á, nó nắng xuống rồi với lại nó dây nó riết càng cổ nó nữa nè. Nhưng mà thường nó riết càng cổ mà ở trong hang á thì không có chết, nhưng mà ở ra ngoài là chết nè. Con này chắc mới dính, do mới có 20 phút mà. Chà, mới mà làm sâu liền nè các bạn ơi. Nhiều rồi thì có 100 ngàn tiền bán dông rồi đó. Quá là dễ dàng ha. Chỗ đây nãy nhớ còn bảy nữa mà ta. Má nào ha. Chỗ đây bữa có hang mà lắp mất rồi nè. Miễn nhớ chỗ này có ông bảy mà đi đâu mất một ta. À, đời xí nha các bạn, kiếm nữa đó. À, vậy là nãy giờ mình gỡ được một mớ rồi nè các bạn. Bây giờ còn một mớ bảy nữa ha. Đó. Mới mà được tấm rồi đây. Bây giờ mình đi tiếp nha. Nó thường là một ở ngoài biển đồ thì nó nhiều hơn nha các bạn, nhưng mà ở trong mấy cái khu vực mà gò cao như mình vậy này, là mấy khu vực nghĩa địa các bạn, thì thường thì người ta chôn theo vùng á, thì một vùng giấy được một khu à, thì như một cái khu đây này thì nó cũng tầm vài chục hang nha mấy, vài chục hang là hết nha, nó không có nhiều đâu, nên là mình bẫy một bữa có khi là hết luôn á, hoặc là có khi hai bữa luôn cũng hết. Bởi này nó hiệu quả lắm, cứ game là dính thôi nha. Mà ở mình đây là cái vùng núi, vùng núi nha, nên nó má với lại đất điều này, mấy cây điều này, keo đồ lại, bạc hà rồi đó, đó nhiều lắm nha. Thành dông nó sinh sống ở mấy khu đây vậy. Đây có hang này,
hang này cũng mới ra tức thì luôn nè các bạn, nãy giờ mình chưa thấy nè. Con này nhỏ này nha, hang nó nhỏ. Con đó nãy à đây, chút cha dính sâu chạy à, dính trong cái hang đây, dính trong hang đây mà dính ra đây tới đây luôn, làm mất hồn nữa chứ. Mới thấy nó còn dễ nha. Wow, nó quắn rồi. Wow, mày chết chưa vậy? Mới thấy còn dễ mà mày. Dại quá con ơi, chắc cũng sắp ra đi mẹ. Cũng còn ngáp nhưng mà tại vì nó dễ, nó bung ra ngoài các bạn thì nó hay chết lắm nha. Nó nằm trong hang thì không sao. Đây nè, hang đây nè. Dưới này còn mấy hang nữa nè. Nãy giờ chưa thấy trượt cái bẫy nào hết nha các bạn, toàn là dính hết nha. Dính nữa nè các bạn ơi. Rồi, bẫy này chỉ có 20.000 bẫy thôi nha, không có nhiều đâu. Cứ cần bẫy thì alo mình, anh nào cần dông cũng vậy, còn cần cái con dông này thì cứ alo mình, ship được thì mình ship cho, khu vực nào dễ ship thì mình ship. Ôi vô con này trung cứng. Wow, wow, con này bạn. Wow, quá đã. Đẹp sáng nha các bạn, ăn thì mới biết thôi. Có người hạp nha, có người không hạp thì ăn cũng thấy bình thường đấy nha. Ngon lắm đấy. Bạn lên mạng các bạn gõ nha, nó tầm từ trên mạng thì người ta bán tới 700-800 ngàn diện ký á. Đây mình đi bẫy thì mình bán nó khác. Đây được nhiêu đây rồi nha các bạn ơi, nãy giờ cũng khá lâu rồi đó. Nãy mình nhớ trong đây còn hang hay hang gì nữa nè. Bây giờ mà dông cát mà ở Bình Thuận thì khá là nhiều luôn nha. Bình Thuận, Khánh Hòa rồi đấy, mấy cái tỉnh Ninh Thuận rồi đấy, Vũng Tàu rồi đấy, nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Dính nữa nè các bạn ơi. Chà 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 chà. Con này bự nè, hàng chà bá. Em ơi. Đó. Ui dù, chút cha, cũng bình thường, không to mấy. Con này dạng bình thường nha các bạn. Mình quay thực tế cho các bạn luôn. Những bạn nào mà từng đi bẫy nhông rồi mới biết được, bẫy dông rồi mới biết được. Đã lắm. Nó là bộ môn mà dễ chơi nhất, mà lại hiệu quả nhất luôn nha. Mà chỉ có một cái là giăng nắng nha. Muốn không giăng nắng thì chúng ta đi sớm thôi. Từ 7 giờ chúng ta đặt bẫy cho đến 8 giờ là bắt đầu chúng ta gỡ. Đến 9, 10 giờ là về là được rồi. Còn mình đây là vừa đi bẫy để bán, có dông thì để bán nữa các bạn ơi. Đó, rồi vừa giới thiệu bẫy cho các bạn nữa. Nó là mình đi vì cuộc sống, mình đi tới lúc tới trưa 1-2 giờ mình về luôn á. Chừng nào mà hết dông mình mới về. Lên đây nha, trên đây còn mấy bẫy nữa nè. Trên đây còn mấy bẫy nữa nè các bạn. Bẫy nào cũng dính hết nè. Hết rồi, nãy giờ mà vào nát hết khu đây rồi. Đây dính nữa nè các bạn ơi. Đây, nữa. Quá đã. Phí quá các bạn ơi.
từ lúc mình làm ra cái bẫy này thì nhiều người rất là ok. Úi chùa đó, mà thấy này chùa, con này nướng ăn nha các bạn, nướng nha, nhớ là nướng lá chanh lá lốt ấy. Đó, gần ký rồi đó, ký thì kiếm được 5 sỉ rồi. Khu đã bịt hoài phải không hết mà dính nữa nè. Khu về bắt được mấy ngày vậy? Con này nhỏ ha, nhỏ xí. Đã dính rồi nha các bạn ơi. Đó, nó mới mưa xong mà. Mới mưa xong các bạn, là những cái hang dông mà nó thường là mấy cái hang dông cũ mà không có con dông á là mưa nó lấp luôn, còn những hang nào có con dông nó ra là dễ dính lắm bạn ơi, cứ game này dính thôi. Như sáng giờ này sáng dính được 10 mấy con rồi nè. Ui con này bự rồi, trời ơi, đừng để nó cắn nha các bạn. Con này mà nó cắn là nó cạp, nó không chịu nhả ra đâu, chảy máu tay đấy. Mình làm bẫy mà gõ cái búa lên đây mà đen hai tay luôn này, đều mấy bữa nay chưa bóp này. Ui ngon này nha, dần ươm đã lắm nha. Ui dính lú khú quá trời nhiều luôn rồi, một đống trong túi đây rồi mà còn ở ngoài đây nữa này, chưa kịp gỡ luôn này. Đây con bẫy nữa dính nữa này, gỡ nó luôn này. Ui cậu, ui to trời ơi, ui ồ, wow, con này khủng nha các bạn. Thì ống này nó dài các bạn, thì nó sẽ dính ở đuôi, mà làm cái ống này nó ngắn á thì nó dính ở xích trên cổ. Dính ở đuôi thì tỷ lệ nó trật cao hơn, mà dính trên cổ thì tỷ lệ nó dính cao hơn nha các bạn, nhưng mà dính trên cổ thì nó dễ chết hơn đó. Nên chúng ta chẳng hạn như cái hang nào mà nó to thì chúng ta lấy cái ống dài dài này chúng ta đặt vô, còn cái hang nào mà nó nhỏ thì chúng ta lấy cái ống ngắn, ống này ngắn, loại này nó ngắn hơn á thì chúng ta đặt vô, tại vì mình làm thì nó cũng có cái dài dài có cái ngắn có đó, chứ không phải cái nào cũng đồng đều hết, để cho các bạn dễ đặt đó. Đó. Ui, con này quá to nè các bạn ơi. Ui, đã quá. Mới mưa xong nè, hốt bạc. Dính gì mà đóng này nè. Đấy các bạn. Đóng rồi đây. Còn trong đây nữa nha. Cái này nhiêu đây là hơn ký rồi nè. Rồi, bây giờ kiếm cái chỗ nào gỡ nha. Không là để nó chết hết nè. Là một đống luôn. Đi con một mình à. Ui, giờ nó rấu như mì tôm. Họ đi kiếm chỗ nào mát mát ngồi gỡ chứ, nắng quá rồi. Này, lại đây đi. Ui, còn hàng khủng không nữa chứ. Bữa nay là nó bắt đầu giữa mùa á. Là dông to nè, dông này nhanh lớn đó. Đấy. Dính gì mà từ lưa ta hết mà. Đây nữa nè, trong đây cả đóng rồi nè, đây nữa không có cái gì để đặt cái máy quay gỡ hết trời. Đù, nó cắn nhiều à. Ở dưới kia còn 4 hang nữa chứ mấy, 4 hang nữa thì xí nữa mình gỡ sâu. 4 hàng đấy đằng nào cũng dính 4 con nữa ở dưới. Rồi nó cắn nè. Nó cắn nhiều, mình thấy nó cắn không nhiều quá, nó cắn rấu chạy méo chạy mồm hết rồi. Cứ gặp là nó cắn à.
vô cái gì mà miệng mồm nãy giờ mà nó rửa sức môi sức mũi răng nó ghê lắm. À, cái cháy hết nè. Chắc mình kết video tại đây nha các bạn, để mình gỡ xí đã. Bây giờ nó rấu quá rồi, không có cái nào mà đặt cái máy để quay lại cho các bạn xem gỡ hết đấy. Nãy giờ mình cũng cứ gỡ là như vậy thôi, chứ cái đầu cứ gỡ từng con bỏ vô trong cái túi này. Thì như một đống đây thì cũng tầm 1 kg rồi nha các bạn. Đấy. Bạn nào cần mua thì alo mình, 1 kg 500.000 nha các bạn. Thì nếu như ship thì mình ký bãi dông á, thì mình ship thì mình các bạn nhận bãi thanh toán. Còn nếu mà con dông á thì mình ship thì các bạn phải chuyển tiền trước cho mình. Thì mình nhận tiền trước thì mình mới ship được nha. Thì mình ship thì mình gửi xe thôi. Chỗ nào gửi được thì mình báo bạn là mình gửi được thì mình mới nhận tiền mình gửi. Đó thì các bạn mình ship. Còn chỗ nào mà không có gửi được thì mình báo bạn là mình không gửi được thì mình không có nhận tiền các bạn. Đó. Thì 500.000 một ký. Đó, tiền ship thì các bạn chịu. Ở đây thì mình cũng bán 500.000 một ký rồi. Đó, nên là các bạn mua xa thì các bạn phải chịu tiền ship thôi. Rồi bây giờ mình chắc mình xin dừng video tại đây nha, để mình gỡ mấy con đây đó. Đó. Giờ nó dính tựa lơ hết rồi. Bạn nào cần bẫy thì cứ alo mình nha, số điện thoại mình để trên màn hình luôn nha. Đó. Dông mua con dông hay bẫy dông gì cũng cũng bán hết đó. Ở trên số điện thoại trên màn hình luôn nha các bạn. Bây giờ mình gỡ cái đây, mình dừng video tại đây luôn nha.